Chịu nổi không? Nè, nè 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 This one. Daddy call David. Em ơi. Mẹ. Em đang làm gì đó? Trời ơi, nó dò hai cục bột thành ga đang xì lì. House. I tried to. Were you doing that in their house too? Sorry, not doing that. Chị đừng biết chị nọ. Cái bánh táo nướng đó của chú anh chị, đó là Nhi làm để mà đem đi ăn, giống như lễ tạ ơn ở bên đây đó. Thường thì lễ tạ ơn người ta sẽ cùng sum họp với nhau, những gia đình, những người mà xa nhà họ sẽ về nhà gia đình của mình, hoặc là họ mời những người quen, những người bạn thân của mình tới để dự buổi lễ tạ ơn. Thì thường cái bữa ăn mà cho lễ tạ ơn đó là gà tây nè, rồi ham nè, rồi những cái món ăn từ bí nè, hoặc là khoai lang nè, hạn như bánh táo. Thì bữa nay Nhi làm bánh táo để đem theo, tại vì nó cũng dễ làm. Cái này lần đầu tiên Nhi làm nhưng mà Nhi thấy là nó không có được ngon bằng. Bởi vì đây là gia đình nhà của một cái người bản xứ người Mỹ, cho nên là Nhi không có dám quay cặn kẽ, Nhi cũng không dám quay tới cái chỗ ở, tại vì cái điều đó là nó cũng hơi tế nhị. Thank you.